Hello, đây có lẽ là một trong những lần mua hàng trên sàn app thành công nhất của mình. Em áo này thì mình mua cheap moment với chị đẹp Jenny nha. Đầu tiên thì áo này sẽ giống hình 100% luôn, thật sự là rất đáng công mình chờ đợi luôn ý. Thiết kế của em áo này thì nhìn khá là hay, kiểu đằng trước thì sẽ là dáng crop top, nên mình thấy là sẽ không kiểu bị đại trà như các dáng áo cardigan thông thường. Chất vải này cũng khá là đẹp, kiểu như sẽ không bị quá dày hay là quá mỏng. Mà áo này có đến 4 size cơ, nên là bạn nào người kiểu mignon hay là có da có thịt hơn một xíu thì vẫn mặc được nhá. Lên form nhìn xinh thật sự luôn ý mọi người ạ. Với cả mình thấy có thể phối với khá nhiều outfit khác nhau. Mọi người có thể mặc theo kiểu bình thường để đi chơi hoặc là phối thêm sơ mi bên trong để đi học cũng ok luôn nè. Hi mọi người, lại là mình đây. Mình mới đặt được một cái áo len tâm kiểu tiểu thư và sang chảnh, rất là xinh luôn nè mọi người. Trời ơi, mới cui ra cầm vô cái chất vải là thấy nó rất là mịn rồi á mọi người. Thấy cái em này thì rất là hot, với lại cũng rất là dễ phối đồ, nên là mình sắm liền và không suy nghĩ. Chất vải của nó thì rất là dày dặn, mọi người có thể mang mùa đông được luôn á. Nhấn của cái áo này là nằm ở cái cổ mọi người, kiểu nó nửa kính nửa hở, nói chung là xinh. Chất vải thì cũng rất là co giãn, nên là mập ốm gì cũng mặc được hết nha. Cái này á thì mọi người có thể phối với lại chân váy hoặc là phối với quần như mình cũng được nè. Nào mà thích mấy cái kiểu nhẹ nhàng mà ví dụ buổi chiều chiều mà đi uống trà các thứ thì có thể mang dưới váy, rồi phối thêm với một cái túi nữa là đảm bảo xinh luôn. Hai cái tay áo thì nó có thêm cái độ bồng nữa mọi người, nói chung là đỉnh lắm. Đây là hai chiếc áo ghi lên len đầu tiên tôi mua cho mùa đông năm nay nhá. Các nàng có tin set đồ này tôi đang mặc chỉ có 120 cành không? Từ đầu mùa đến giờ mua không biết bao nhiêu set đồ rồi. Nhưng mà tôi thấy đây là set đồ hạt rẻ nhất mà nó đỉnh nhất luôn ý. Mọi người không tin được cái chất lượng của nó đâu, mình nói thật luôn. Chỉ thừa thì mình không tránh được rồi, về cắt đi là ok nhá. Quần thì là cạp chun này, nhưng mà chất của nó cực kỳ dày dặn luôn ý. Chất này không phải kiểu bị xù lông đâu mà mặc lên form và siêu to. Form này dưới 70 cân vẫn vừa nên là mặc đôi rất là ok đấy. Tôi phải chấm cho 100 điểm luôn. Cũng bằng giá luôn thì tôi book em này. Tuy nhiên hình in của em này nó hơi bị mờ một chút, nhưng mà được cái form quần của em này đẹp hơn em kia nhá. Chất vải của nó mình cũng không biết là chất gì nữa, nhưng mà nó rất là đẹp ý. Lên form cực kỳ đẹp, nó kiểu rộng vừa phải ý. Set này có rất là nhiều màu nhá. Ngoài set màu xám ra tôi thấy màu này nhìn cũng lạ ấy, vì quá hạt rẻ tôi mốc luôn. Ưng từ giá cả đến chất lượng, bạn nào thử đặt hàng đi, về chất không đẹp cứ bảo tôi nhá. Cuối cùng đứa con mà tôi ấp ủ hơn một tháng qua cũng chào đời. Đây là mẫu sweater đã mất của mình rất nhiều thời gian để chọn vải cũng như là lên dáng áo. Thì mình có làm một cái kiểu cổ kéo khóa như thế này, và chất liệu vải là một cái thứ mà mình cực kỳ tâm đắc luôn ấy. Ok, bình tĩnh lại, mình vẫn còn một cái màu đen nữa. Cả hai đứa con của tôi đứa nào cũng xinh xắn hết á. Lần nào mua đồ của shop này cũng được video triệu view. Hôm nay cố tình mua nhiều, không biết có được triệu view nữa không. Cái chất nỉ siêu chất lượng luôn. Xinh quá. Tiếp theo là hai bé bomber. Được đấy, công nhận một điều là shop này đồ đông rất chất lượng. Mấy bạn nào thích băng rộng thì cứ mạnh dạn vào chuyện em này nhá. Xịn đấy. Cái này thì nó sẽ là chất kaki nha. Cái màu này quá. Cuối cùng cái này nó như kiểu cốt tâm mọi người mặc mùa hè á. Tôi nghĩ là cái áo này mà rộng hơn chắc là tôi sẽ thích hơn. Review hoodie và bộ nỉ vẫn chưa thấy hồi kết. Vì mọi người yêu cầu hoodie khóa quá nhiều nên tôi cũng đã mua một cái rồi đây. Đây là mặt sau của em ý. Đây xinh quá. Cái này thì khá là to, mình nghĩ các bạn mét 78 cũng mặc được đấy. Bên trong là nỉ bông nha. Xinh mà đúng không? Tiếp theo là một set đồ bộ. Chết á. Quá xinh luôn. Cả form áo lẫn form quần đều đẹp xuất sắc luôn. Mình mới mua thêm một chiếc quần gáy eo nữa. Tổng cộng là mình có 3 cái quần gáy eo như thế này rồi. Cái quần này nó vừa từ eo cho tới chân cho tới mông của mình. Siêu mê em ấy luôn.
size lớn mặc thử hết nhá. Đầu tiên là một em áo khoác nỉ, chất mỏng thôi không được dày nhưng mà bù lại được cái form khá là rộng rãi và thoải mái. Chấm em này 8/10. Tiếp theo là một em áo khoác chất gân thô. Tôi thấy áo mỏng, chỉ thừa thì vẫn còn nhiều nhưng bù lại được cái form cũng ok. Chấm em này 7/10. Cuối cùng là em áo xanh lè xanh lét này. Nói thế thôi chứ mình thấy khá là tôn da đấy. Chiếc áo này mình thấy ok. Không có cái áo này tên không phải là Phạm Hạnh. Nhưng mà bởi vì đã tên mình rồi nên là mình phải có. Mọi người yên tâm đi, cái này chưa đến 100 cành đâu. Nó có hai màu, đấy là màu xanh này với lại một cái màu cam cam. Nhưng mà mình thích màu xanh hơn. Cái màu mình chọn mọi người xem đây này thì nó lại đậm hơn so với màu mình quay ở ngoài. Ở ngoài thì màu nó sẽ kiểu hơi lợt lợt như thế này cơ, xinh hơn. À không, đây để gần thì nhìn rõ được màu. Đấy, màu ngoài như thế này nhá. Thứ mà mình thích ấy, đấy là hai cái tay kìa. Cái tay thì rất là to và nó được may chắc vào rồi ý. Với độ to của mũ áo thì không phải bàn mà là hai lớp luôn. Mọi người yên tâm nhá, bởi vì bên trong của áo có chở một lớp bông như thế này nữa. May gọn gàng không? Quá là gọn gàng luôn ý. Cái này mặc vào thì mình thấy rất là mềm, rất là thoải mái. Không khiến chúng ta cảm thấy kiểu rát, khó chịu hay là ngứa đâu. Cái này cũng không có chỉ thừa luôn, nhưng mà do số mình đen này là ship hơi lâu một tí. Tất cả chỉ vậy thôi, còn chất lượng của áo so sánh với giá thì không có gì phải bàn. Em bé này của mình thì được cái đấy là không hề có chỉ thừa. Bé này đội mũ lên nên có hai cái tai này nhìn cưng ghê luôn á. Rất là thích hợp để làm áo đôi nha mọi người ơi. Cũng không phải sợ nó bị quá bánh bèo này kia đâu. Mọi người nhìn không? Rất năng động thể thao luôn. Nhưng mọi người đội cái mũ này lên ấy, nhìn rất là dễ thương. Theo mình thấy thì bé này khá là hay đấy chứ. Bạn nào đang tìm đồ đôi cho mùa thu đông trông nó vừa xịn sò vừa hạt rẻ ấy, thì chắc chắn là không thể bỏ qua clip này nhá. Tôi mới múc được em áo này siêu siêu xinh luôn, cả nam cả nữ đều có thể mặc được. Từ phần cổ áo đến đường kim mũ chỉ người ta may cực kỳ chắc chắn luôn. Chất của em áo này là vải dạ, bên trong có lớp một lớp gió ấy. Mùa đông mặc rất là ấm luôn nha. Phần tay áo cũng co giãn mình mặc cực kỳ thoải mái luôn. Điểm nhấn của em áo này là phần đằng sau người ta thêu chữ rất là tỉ mỉ. Nó làm nổi bật hẳn chiếc áo của mình luôn ấy. Em này mình đặt size L để cho vừa vặn và không bị rộng quá. Còn các bạn nam thì nên đặt size XL để cho mặc thoải mái và không bị ngắn quá nha. Mùa thu đông mà mặc đôi áo này ra đường thì cực kỳ hợp lý luôn. Hàng trên shop Imo thì chất lượng khỏi chê rồi nha. Đây là một em áo denim cực kỳ đỉnh cao. Nó đẹp dã man ấy mọi người ạ. Chất áo thì dày dặn mà không bị cứng, sờ nó mềm cực ý. Cúc áo thì được làm kiểu đen lì nên nhìn nó xịn ơi là xịn. Tay áo còn phối rách các thứ nhưng mà không quá hầm hố nên vẫn cực dễ phối đồ. Mặc lên thì xinh xỉu luôn, lại còn rất là thoải mái, không bị nặng nề với cứng người như các áo denim khác. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Các bác đừng mua nhá, tại vì tôi chỉ muốn một mình tôi có áo đẹp thôi.